Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 11 tháng 10 năm 2024. Theo đó, từ ngày 11 tháng 10, giá bán lẻ điện bình quân là hơn 2.103 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ đảm bảo các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Cả nước hiện có 815.000 hộ nghèo chung và các hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của chính phủ. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh một hộ một tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh một tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh một hộ một tháng.